Sau tuổi 50, nghèo hay giàu cũng phải vứt bỏ 6 thứ này để đời bình yên hạnh phúc. Thân mến, chào quý vị khán giả của kênh Cuộc Đời Giá Trị. Quý vị thân mến, khi ta 50 tuổi, nửa đời trước bất luận là vinh hoa phú quý hay nghèo khó chán nản, tất cả đều chỉ như nước chảy, một đi không trở lại. Sau 50 tuổi, ai nấy cũng đều đã nhìn thấu muôn mặt cuộc sống, nếm qua đủ mọi chua ngọt khổ cay. Mỗi chúng ta nên học cách đối xử tốt với mình, cho bản thân cơ hội hạnh phúc, không cần vì những người hoặc chuyện không đáng mà đau lòng nữa. Sau tuổi 50, dù nghèo hay giàu, cũng cần dứt khoát vứt bỏ 4 điều để những năm tháng về sau bình yên hạnh phúc. 1. Sự phàn nàn oán trách. Rất nhiều lúc chúng ta ngồi tự ngẫm xem nên oán trách điều gì, oán trách công việc không thuận lợi, vợ không đủ tốt hay cuộc sống quá khắc nghiệt. Thế nhưng từ trước tới nay, chẳng có mấy ai đi tìm nguyên nhân từ chính bản thân mình. Xem mình đã đủ tốt hay chưa, làm việc đã nỗ lực hết sức hay chưa. Phàn nàn, oán trách thực sự không phải là cách để bạn giải quyết mọi việc. Trái lại, nó chỉ cho thấy rằng bạn đang tràn đầy thất vọng với cuộc sống và với chính cả bản thân mình mà thôi. Sau tuổi 50, bạn nên tự hỏi lại chính mình xem những lời than vãn ấy liệu có ý nghĩa gì hay không. Thế giới này rất khách quan, đối với mỗi người cũng rất công bằng. Khi bạn ngồi phàn nàn về mọi thứ, cũng là lúc bạn chống đối với cả thế giới. Không chỉ không giải quyết được vấn đề, mà còn khiến bản thân bạn chịu thêm sự dày vò và mệt mỏi. Bởi vậy, sau khi qua tuổi trung niên, buông xuống sự phàn nàn oán trách là con đường duy nhất để thoát khỏi phiền não. 2. Sự bi quan. Con người sống trên đời không thể tránh được những lần rơi vào khốn cảnh, gặp chuyện không vừa ý, nhưng chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết. Vậy nhưng, tại sao không ít người trong chúng ta lại chọn cách từ bỏ giữa chừng hoặc cuối cùng lại bị thất bại? Chung quy cũng là bởi hai chữ bi. Tuy nhiên, một khi đã bước qua tuổi trung niên, bạn cần hiểu rõ, bi quan chỉ khiến cuộc đời bạn trở nên ảm đạm và sầu khổ. Vì thế, thay vì nhìn đời với con mắt bi thảm, hãy học cách mỉm cười đối diện với cuộc sống dù có phải đối mặt với phong ba bão táp, bởi đó chính là quy luật sống còn của đời người. 3. Sự mềm lòng. Thiếu sót lớn nhất của một người chính là tâm quá mềm yếu. Nhiều người cho rằng đây là biểu hiện của một tấm lòng lương thiện, nhưng khi đã gần qua nửa đời người rồi, thì bạn cần phải hiểu được rằng sự lương thiện ấy có khả năng sẽ phá hỏng nửa đời sau của bạn. Bởi lẽ, người tốt thì sẽ dễ bị người khác lừa gạt và lợi dụng. Do đó, con người sống trên đời phải mạnh mẽ lên, đừng để sự yếu đuối kiểm soát bản thân, buộc mình làm những điều không mong muốn. Nếu phải đối mặt với yêu cầu vô lý từ người khác, thì đừng do dự để rồi đưa ra những quyết định sai lầm mà hãy dứt khoát từ chối. Vì đôi khi, một câu đáp ứng chấp nhận yêu cầu cũng có thể đem đến cho bản thân bạn nhiều phiền toái. Đến lúc bạn chợt nhận ra mình làm không nổi, muốn từ chối hay chạy trốn thì đã quá muộn rồi. 4. Người và việc không có giá trị. Con người khi đến một độ tuổi nhất định thì nên cẩn thận ngẫm lại một chút. Cuộc đời này rút cục có được bao nhiêu người bạn thực sự đáng để mình tin tưởng phó thác? Và có được bao nhiêu đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm? Bởi đây chính là những của cải quý báu nhất của cả một đời người. Đến tuổi 40, mỗi chúng ta nên học cách bỏ đi một số việc và người không quan trọng, vì những người, những việc ấy đối với bạn đã không còn có ý nghĩa gì nữa rồi. Cứ thử ngẫm mà xem, thì khiến tâm bạn đầy phiền muộn lo âu. Há chăng
phải những việc và người không có giá trị đó hay sao? Bạn không chịu buông bỏ thì chỉ tự thêm gánh nặng vào mình, nhưng nếu buông xuống được thì cuộc đời sẽ hạnh phúc mỹ mãn. Cuộc sống có được thì cũng có mất. Muốn có được những thứ tốt đẹp hơn thì phải biết buông bỏ những gì không đáng. Muốn sống một cuộc đời vui vẻ thì nhất định phải học được cách đặt những người và việc không cần thiết. Con người đã tới tuổi 50 rồi thì nên đem những trở ngại và gánh nặng toàn bộ đều vứt bỏ để có thể nhẹ nhàng sống và tận hưởng một tuổi già bình yên. 5. Những quan niệm và tư tưởng của thế hệ trước. Vì xã hội thay đổi, bất luận là về mặt tư tưởng hay khoa học kỹ thuật, mọi thứ đều đã thay đổi, rất khác biệt so với quá khứ. Người già đôi khi rất khó có thể hòa nhập, thậm chí có những người không thể tiếp nhận được một vài tư tưởng và cách làm của thời hiện đại. Các kiến thức mà ông bà dạy cho con cháu có thể không theo kịp được trào lưu thời đại, đặc biệt là thế hệ ông bà sống trong cảnh nghèo khó, quan niệm có phần bảo thủ, kiến thức về thế giới bên ngoài không nhiều. Vì vậy, bước vào tuổi này rồi, trong lòng nên hiểu ra, giúp đỡ con cháu về mặt cuộc sống thì được, nhưng dùng quan niệm và tư tưởng của mình đi giáo dục con cái thì đã không còn thích hợp nữa. 6. Những chuyện vượt ngoài khả năng của bản thân. Sống nửa đời người, nhiều người chỉ muốn an nhiên, yên ổn sống cho qua ngày. Nhưng cũng có nhiều người quá nhiệt tình, chỉ cần người khác có lời nhờ vả, bất kể có làm được tốt hay không cũng đều gật đầu đồng ý. Chẳng hạn như chuyện tiền nong, chỉ cần người khác mở lời, ngay cả khi bản thân không có nhiều tiền tới vậy, cũng vẫn sẽ tìm cách có bằng được số tiền đó để cho người khác vay. Nếu người mượn tiền ngần ngừ không trả, vậy thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống và kế hoạch sau này. Người trung niên khi gặp phải chuyện gì, hãy suy xét tới khả năng của bản thân. Việc vượt ra ngoài khả năng của mình thì hãy suy xét thật kỹ lưỡng. Tuổi này là tuổi yên ổn, tuổi tận hưởng cuộc sống. Vì vậy, ít tự tìm phiền phức cho mình lại. Quý vị thân mến, bước vào tuổi 50, cần phải thích nghi được với những thăng trầm của cuộc sống, nhất là biết dự liệu và làm tốt ba việc này thì mới mong tuổi già an nhàn sung sướng. 1. Hiếu thảo với cha mẹ. Cha mẹ khỏe mạnh sẽ giảm bớt được một phần gánh nặng. Con người khi bước vào tuổi trung niên, cha mẹ cũng đã già. Nếu bạn không hiếu thuận với cha mẹ, họ có thể vì vấn đề kinh tế hay hoàn cảnh cuộc sống mà bệnh tật liên miên. Cha mẹ bị bệnh, con cái sẽ phải bỏ ra tiền bạc và thời gian để chăm sóc. Bản thân người con khi phải chăm sóc cha mẹ bệnh tật trong một thời gian dài cũng là một thử thách vô cùng lớn, thậm chí có thể làm ảnh hưởng tới sự nghiệp. Thời gian của người trung niên rất quý giá, phải biết cách dùng thì mới có thể phát triển tốt hơn ở mọi mặt. Vì vậy, hiếu thuận với cha mẹ, bình thường tiêu một chút tiền, dành một chút thời gian ở bên họ để cha mẹ luôn khỏe mạnh, bản thân cũng bớt đi được một phần lo lắng sau này, có thể an tâm đi xông pha tứ phương. 2. An nhiên với đời người, dùng tâm thái thuận theo tự nhiên đi đối mặt với thăng trầm cuộc sống. Có thăng trầm mới là cuộc sống. Cứ sống mà chăm chăm chỉ đi theo đuổi ước mơ, ngược lại, sống sẽ rất mệt. Có một vài lý tưởng nếu đã được định sẵn là sẽ không thể nào thực hiện được, vậy thì hãy học cách từ bỏ. Có một vài điều đã được định sẵn là sẽ phải trải qua, vậy thì cũng đừng sợ hãi. Chẳng hạn như sinh, lão, bệnh, tử, cứ điềm nhiên mà tiếp nhận. Bước vào tuổi trung niên, luôn sẽ có một người thân nào đó sẽ phải rời xa chúng ta. Nhưng bạn cũng không thể nào mãi sống trong u sầu, dùng một cái tâm thái an nhiên đi đối mặt với những việc xảy ra xung quanh, xem đó là những chuyện thường tình. Tâm thái quyết định vận mệnh. Nếu cứ luôn u sầu ảo não vì những chuyện xung quanh,
hãy đối xử với người khác bằng thái độ cục cằn tức giận, vậy thì chính bạn cũng sẽ tồi tệ theo. Luôn cảm thấy mọi chuyện không như ý, lúc nào cũng trong trạng thái khó chịu, bực tức. Bạn làm vậy thì có ích gì? Chẳng qua cũng đang tự làm khổ chính mình. Bước vào tuổi trung niên, học cách thuận theo tự nhiên, chuẩn bị cho mình một tâm thái tốt, đó chính là vận may của bạn. Hãy nhớ rằng mọi chuyện hôm nay bạn cho là tồi tệ, ngày mai rồi sẽ qua đi, tất cả sẽ lại tốt đẹp trở lại. 3. Chung thủy trong tình yêu, trân trọng người trước mắt, về già sẽ có bạn đồng hành. Rất nhiều người chăn đơn gối chiếc vì không có người bầu bạn, về già mà không có người ở bên cạnh, đây chính là một loại bi thương. Lúc trẻ thề non hẹn biển, nhưng suy cho cùng, vẫn phải xem bước vào tuổi trung niên, bạn có biết trân trọng những người bên cạnh mình hay không? Nếu bạn luôn trân trọng những người ngoài, hay có ý định ngoại tình mà lạnh lùng hờ hững với những người bên cạnh, thậm chí đi đến bước đường ly hôn, vậy thì những tháng ngày độc thân của bạn sau đó tưởng chừng như rất tự do, tự tại, nhưng thực ra là bạn đang tự chôn vùi mình khi về già. Tình yêu cần sự chung thủy, lời nói phải thật, hành động cũng phải thật. Nếu giả tình giả nghĩa, lừa dối lẫn nhau, tình yêu sẽ không bao giờ bền chặt. Có thể bạn nghĩ cuộc hôn nhân hiện tại có phần nhạt nhẽo, nhưng mọi tình yêu lâu dần đều sẽ phải trải qua giai đoạn nhạt nhẽo như vậy. Thay đổi góc nhìn, bạn sẽ có một nhận thức hoàn toàn khác về tình yêu. Có một người bên cạnh cả đời chính là vận may trường tồn của một người. Còn người ta bước vào tuổi trung niên cũng giống như đánh bài vậy. Mặc dù trong tay nắm những quân bài không tốt, nhưng biết cách đánh, bạn vẫn sẽ giành được chiến thắng. Còn nếu cầm được trong tay những quân bài tốt nhưng lại lãng phí chúng vì sự chủ quan của mình, thì có cách đánh ra sao thì cũng vẫn thua. Thành bại ở đời đôi khi chỉ trong tích tắc. Còn người ta khi bước vào tuổi trung niên cần phải hiểu rằng tuổi thân nhất thời quan cả đời. Thay đổi góc nhìn, bạn sẽ có thể nhìn được mặt khác của sự việc, có thể cảm thông được với người khác hơn, cũng có thể giúp bạn nhìn rõ chính mình hơn, từ đó biết mình nên đi ra sao.